họ đã xuyên tạc nhật ký trong tù của Hồ Chí Minh như thế nào? Nhật ký trong tù phiên âm Hán Việt là ngục trung nhật ký, là tập nhật ký được Hồ Chí Minh viết bằng thơ khi bị chính quyền tưởng giới thạch, bắt giam ở Quảng Tây Trung Quốc, vì nghi là gián điệp những năm 1942 đến 1943. Qua nhiều năm lưu lạc, hiện nay được lưu giữ ở Viện Bảo tàng Cách mạng Việt Nam. Đây là bản cáo trạng đánh thép, phẫn nộ, vạch mặt chỉ tên những tội ác của kẻ thù dân tộc đây là văn kiện lịch sử vô giá thể hiện những sự kiện lịch sử trong công cuộc chống đế quốc phát xít và bọn phản động của cách mạng việt nam đồng thời thể hiện ý chí chiến đấu của những người tù cộng sản tất cả vì độc lập tự do của tổ quốc vì hạnh phúc ấm no của nhân dân ấy vậy mà có những người đã cố tình xuyên tạc nhật ký trong tù phủ nhận công lao tài năng của hồ chí minh cho rằng những người cộng sản việt nam đã dựng chuyện để tôn vinh hồ chí minh tiêu biểu là minh võ tên thật là vũ đức minh từng phục vụ tại bộ tổng tham mưu nhà chiến tranh tâm lý nhà vô tuyến truyền thanh của quân lực việt nam cộng hòa sau năm 1991 định cư tại Hoa Kỳ, Vũ Thư Hiên là nhà nhà văn, nhà báo, dịch giả hiện sống lưu vong tại Pháp, là con trai của cụ Vũ Đình Huỳnh thư ký của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Lê Hữu Mục là giáo sư, tiến sĩ từng giảng dạy tại nhiều trường đại học ở Huế và Sài Gòn trước 1975, giám đốc Viện Nghiên cứu Hán Nôm, giám đốc nha sư phạm của Bộ Giáo dục Việt Nam Cộng Hòa, sau 1975 định cư tại Canada, những luận điệu xuyên tạc chủ yếu mà họ xuyên tạc là cho rằng hồ chí minh là con người đầy tham vọng bằng mọi cách để giành được đỉnh cao quyền lực hồ chí minh không phải là tác giả của nhật ký trong tù mà tác phẩm này là do những người đảng cộng sản việt nam dựng lên để đề cao hồ chí minh trong cuốn hồi ký đêm giữa ban ngày, Vũ Thư Hiên cho rằng, dựa vào câu, mơ thấy cưỡi rồng lên thượng giới, mộng kiến thừa long thiên thượng khứ trong bài ngọ buổi trưa, và câu, sao vàng năm cánh mộng hồn quanh mộng hồn hoàn nhiễu ngũ tiêm tinh, trong bài thụy bất trước không ngủ được, Vũ Thư Hiên nhận định theo lối chủ quan, gán ghép, suy diễn mà không căn cứ vào đặc trưng hình tượng thơ, bịa đặt một cách phi lịch sử rằng, bác hồ của tôi từ lúc đang phải sống lần lút, để làm cách mạng đã ôm ấp mộng ước làm vua. Ông có chi lớn để thực hiện nó và ông đã thực hiện được riêng Lê Hữu Mục thì xuyên tạc bài bản, thậm tệ hơn. Tháng 3 năm 1989, trên tạp chí Làng Văn Canada, xuất hiện công trình Hồ Chí Minh không phải là tác giả ngục trung nhật ký của Lê Hữu Mục, đăng từ số 67 đến 70 tháng 11 năm 1990, Trung tâm Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại In Thành Sách ở Canada, trong này, lê hữu mục phủ nhận quyền tác giả của hồ chí minh đối với nhật ký trong tù và chứng minh tập thơ đó là của giả lý, một người hán bị giam cùng với hồ chí minh trong nhà lao victoria ở hồng kông những năm 1932 đến 1933. lê hữu mục cho rằng tập thơ này ra đời dưới sự giàn dựng của tập đoàn cộng sản nhằm đánh bóng tài năng cho hồ chí minh Lý lẽ mà họ đưa ra là, lúc đó Hồ Chí Minh chưa đủ trình độ tiếng Hán để làm thơ tiếng Hán theo thể thơ đường, và quan điểm trong bài thơ mang tính chung chung, mà không thể hiện rõ quan điểm giai cấp vô sản. Từ đó Lê Hữu Mục khẳng định tác giả cuốn Ngục Trung Nhật Ký chắc chắn là một người Hán, tức giả lý vốn chung với quốc gia, đất nước Trung Hoa, chứ không phải người Việt tức Hồ Chí Minh. Trong bài viết của mình, Lê Hữu Mục còn đi sâu vào từng bài trong Ngục Trung Nhật Ký, tìm ra từng chi tiết để bắt bẻ một cách vô lối, chẳng lẽ một người hán giả lý vốn là một tướng cướp lại làm đại biểu cho nhân dân việt nam chưa hết trong nhật ký trong tù còn một bài thơ khác bài bệnh trọng ốm nặng có hai câu đầu ngoại cảm hoa thiên tân lãnh nhiệt nội thương việt địa cựu sơn hà với hai câu trên lê hữu mục nói gì chẳng lẽ ông giả lý người hán đang ở tù tại hồng kông lại ngồi thương cho nước việt Động cơ thúc đẩy Lê Hữu Mục viết cuốn Hồ Chí Minh không phải là tác giả ngục trung nhật ký, đó là vì trong phiên họp thứ 24 tại Paris năm 1987, Đại hội đồng UNESCO, tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa của liên hiệp quốc, đã thông qua quyết định về kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong năm 1990. Quyết định này khiến cho những người chống đối Việt Nam ở hải ngoại rất tức tối. Chính Lê Hữu Mục cho biết, anh em ở hải ngoại bảo nhau phải tìm mọi cách để xóa bỏ cái huyền thoại Hồ Chí Minh. Chuyện Hồ Chí Minh sẽ được tôn vinh là nhà hóa lớn quốc tế do UNESCO công nhận. Họ dục dã Lê Hữu Mục viết để nói lên sự thật và tôi cố gắng viết, chỉ nội trong một tháng là xong, bởi Hồ Chí Minh không biết làm thơ, cũng chẳng phải là nhà văn học, văn hóa gì cả. Lê Hữu mục đã tìm cơ sở, điểm tựa để chứng minh Hồ Chí Minh đạo văn, đọc cuốn những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch, tác giả Trần Dân Tiên bắt gặp thông tin về ông giả lý người Trung Quốc ở tù cùng với Hồ Chí Minh trong nhà lao Victoria tại Hồng Kông. Hồng Kông, đó là một tướng cướp giả bị bắt vì bị bạn tố giác. Người này độ 60 tuổi, hoài nhã, mưu trí và gan góc, giỏi chữ Hán, làm được thơ. Thế là, mặc dù không biết gì thêm về ông giả lý này, ông mục đã khẳng định luôn đây chính là tác giả Ngục Trung nhật ký. Không chỉ trong cuốn sách của Lê Hữu Mục, mà trong bộ phim tài liệu sự thật về Hồ Chí Minh, ra đời tại cộng đồng người Việt ở Mỹ năm 2009, một số nhân vật được phỏng vấn trong phim cũng cho rằng nhật ký trong tù không phải là của Hồ Chí Minh. Họ vu cáo, suốt những năm ở Hồng Kông, ở Nga không thấy ông Hồ làm bài thơ nào, tại sao sau này khi ông làm chủ tịch nước người ta lại khám phá ra ông có làm thơ thời gian tù ở Trung Quốc? Họ không biết hay cố tình quên rằng ngoài nhật ký trong tù, Hồ Chí Minh còn có nhiều thơ tiếng Việt và thơ chữ Hán viết trong thời gian ở chiến khu Việt Bắc, thể hiện sự nhất quán về tư tưởng và phong cách với nhật ký trong tù. Có thể khẳng định tiếng nói của Lê Hữu Mục, Minh Võ, Vũ Thư Hiên và những kẻ làm phim kia về tác phẩm thơ Hồ Chí Minh đều là sản phẩm tự nhào lặn, tự tô vẽ xuất phát từ những thiên kiến chính chính trị, phục vụ cho ý đồ chính trị đen tối, vì vậy, càng không có giá trị làm mất đi hình ảnh Hồ Chí Minh đã được nhân loại ngưỡng mộ những dòng bút của kẻ cố tình xuyên tạc sự thật bôi nhọ lãnh tụ chắc chắn sẽ vấp phải sự chỉ trích lên án mạnh mẽ của các nhà khoa học và dư luận xã hội lý lẽ của các cây bút trên đưa ra khá hiểm hóc nhưng nó chỉ thuyết phục được những người ít hiểu về hán học và non về văn hóa phương đông bộ mặt các ông ấy đã bị vạch trần trước sự sắc xảo của ông phan ngọc trong bài viết câu chuyện tác giả ngục trung nhật ký in trong sách suy nghĩ mới về nhật ký trong tù Tiếp đó, Phan Khả Minh có bài viết câu chuyện tác giả Ngục Trung Nhật Ký, tiếp tục phản bác các luận điểm của Lê Hữu Mục, đưa ra đủ căn cứ để chứng minh Ngục Trung Nhật Ký được sáng tác trong hai năm 1942-1943, phản ánh các địa danh được nói đến trong nhiều bài, Túc Vinh, Tĩnh Tây, Thiên Bảo, Lai Tân, khẳng định Hồ Chí Minh đã trải qua các nhà lao thuộc tỉnh Quảng Tây ở Trung Hoa, không có bài thơ nào nói tới nhà tù Victoria ở Hồng Kông như Lê Hữu Mục gán ghép. Phan Khả Minh khẳng định khi bị bắt ở Túc Vinh 81942, Hồ Chí Minh đã xuất chép này nên nhà cầm quyền Quảng Tây, tình nghi đây là người Trung Hoa làm gián điệp cho Nhật, Pháp và gọi là Hán Gian. Về vấn đề tuổi đời của tác giả tập thơ, Phan Khả Minh khẳng định ngày trước, khi tuổi thọ bình quân ở châu Á còn thấp, người khoảng 50 tuổi đã được xem là già, và đó chính là lý do Hồ Chí Minh tự xưng là Lão Phu, trong ngục Trung Nhật Ký trên tạp chí Hồn Việt số 142 và 143, tháng 11 và 12 2019, Phan Khả Minh chỉ rõ sự sai lầm, ngụy biện trong cuốn sách của Lê Hữu Mục rằng, ông kết luận ngục trung nhật ký được sáng tác tại Hồng Kông, trong khi những địa danh từ đầu đến cuối tập thơ đều nằm ở Quảng Tây. Ông kết luận ngục trung nhật ký được làm trong những năm 1932 đến 1933, nhưng tập thơ đề cập đến nhiều sự kiện và nhân vật của thời chiến tranh thế giới 2, ông quả quyết tác giả của ngục trung nhật ký là ông già lý một tướng cướp tàu mà bản thân ông không hề biết tên tuổi quê quán sự nghiệp và do đó chuyện ông già lý là tác giả chỉ là chuyện suy diễn không căn cứ trên thực tế không đáng tin và không thuyết phục một sự thực là tính từ lúc bị tính từ lúc bị bắt ngày 28 tháng 8 năm 1942 đến khi được trả lại tự do ngày mùng 10 tháng 9 năm 1943, Hồ Chí Minh bị chính quyền tưởng giới thạch, giải qua 30 phòng giam thuộc 18 nhà lao của 13 huyện tỉnh Quảng Tây, sống trong chế độ nhà tù một ngạt, ốm đau, bệnh tật, nhưng người vẫn không ngừng hoạt động cách mạng. Ngoài viết tập thơ nhật ký trong tù gồm 135 bài, có tài liệu viết là 133 bài, phản ánh cục diện xã hội Trung Quốc, thể hiện khí phách kiên cường, cao thượng của một người cộng sản kiên trung, người còn tìm hiểu chủ nghĩa tam dân của Tôn Trung Sơn và vẫn tìm cách gửi thư về nước. Điều đó được nhiều học giả Trung Quốc thừa nhận chứ không riêng gì học giả Việt Nam. Hồ Chí Minh là tác giả của nhật ký trong tù, đó là sự thực hiển nhiên như ban ngày ai đó cố tình phủ nhận lái góc này sang góc kia dùng ý này xỏ ý khác thì đích thị là người có âm mưu phản quốc mới xuyên tạc phủ nhận hình tượng hồ chí minh nói chung trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa trong đó có văn học nghệ thuật nói riêng